Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Chúc các anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và thật nhiều may mắn. Trong khi cả nước chung tay chống dịch Covid thì chắc chắn là cái nhu cầu đi lại bằng phương tiện cá nhân thì cũng bắt đầu xuất hiện sau khi hết dịch. Ở trước màn ảnh nhỏ của quý anh chị các bạn, đó chính là cái mẫu xe Honda Accent sản xuất năm 2018. Đăng ký tư nhân một chiều từ đầu. Xe thì còn rất là mới. Đây các bạn có nhìn thấy. Đấy. Chúng ta sẽ quay cho quý anh chị các bạn để có thể xem kỹ các bạn nhé. Xe rất đẹp các bạn nhé. Hyundai Accent tư nhân một chủ từ đầu các bạn nhé. Số tự động biển Hà Nội. Số tự động biển Hà Nội các bạn nhé. Xe rất đẹp. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 2020. 2018 tiết kiệm khoảng tầm 150 triệu khi mà sở hữu cái xe mới. Xe mới bây giờ cũng khoảng cả đăng ký vào khoảng từ 600 đến 650 triệu. 600 đến 650 triệu tùy phiên bản nhá. Nhưng mà xe này thì đang chào bán ở cái mức giá rất rẻ. 488 triệu. Đây các bạn nhìn thấy đây. Hơi tối một chút các bạn nhá. Nếu mà các bạn đến trực tiếp ở showroom thì xem nó sáng hơn. Đây. Hộp số tự động các bạn nhá. Đấy. Đầy đủ, rất mới. Điều hòa đi 3.8 các bạn nhá. 3.8. Đây. Hộp số tự động. Đây. Giá thì chúng tôi đang chào bán 488 triệu nhá. Và nếu như quý anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì cứ vui lòng gọi điện cho số hotline 09390 6333 của chúng tôi để có thể nhận được sự trợ giúp. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn trong những chương trình tiếp theo.